Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta hãy cùng đến với cái tựa game Hoa và Kiếm của nhà phát hành Soha Game nhé bạn. Đây là một cái tựa game nhập vai MMORPG kiếm hiệp cổ trang đưa hoàng kim hậu đến với thế giới võ hiệp vô cùng rộng lớn. Thì tới đây thì bạn sẽ được dấn thân vào những cái trận quốc chiến liên sinh vật cực khủng lên đến 2 triệu người chơi cùng tham gia. Hoa và Kiếm Soha Game sở hữu một cái nền đồ họa 3D đẹp mắt được nhà phát triển đầu tư và cho chuốt một cách kỹ càng. Thì game thủ sẽ được lựa chọn một trong năm lớp nhân vật là Địa Tăng, Đường Môn, Thiên Sơn, Nhật Nguyệt và Minh Giáo để có thể hành tẩu giang hồ. Thì các kỹ năng đặc biệt sẽ có sự khác nhau tùy vào lớp nhân vật và có thể nâng cấp. Ngoài ra còn có thể triệu hồi thần sủng. Trò chơi sẽ mang đến một điểm khá thú vị là game thủ không cần đánh quái mà vẫn có thể nâng cấp và trải nghiệm các hoạt động khác nhau. Theo nhà phát triển thì PvP sẽ là yếu tố mà Hoa và Kiếm Mobile muốn nhấn mạnh chứ không phải những cái màn thông quái tốn thời gian. Trò chơi còn có rất nhiều chế độ chơi, bí cảnh và hoạt động theo giờ để bạn khám phá. Từ cấp 50 trở lên thì sẽ mở khóa nhiều hoạt động hấp dẫn như là đấu lôi đài các bạn, lo tranh hổ đấu, tranh đoạt quốc vương, quốc chiến Liên Xuyên World, nhân dân. Thì đặc biệt là quốc chiến là tính năng để bạn xả thân quy đại cục gồm các hoạt động nhiệm vụ như là hộ tống, công hành chiến, săn boss cấp thế giới và bk biên giới. Ok, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ nhất và hướng dẫn cho bạn cách nhập gift code cho nào chưa biết. Thì ông nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Thì đầu tiên để nhập với code thì các bạn cần vào một cái website là nạp.sohagame.vn sẹt hoa và kiếm nha bạn. Thì ngay lập tức thì nó sẽ ra giao diện như này. Nếu như bạn đăng nhập rồi, bạn nào chưa đăng nhập thì bạn đăng nhập thì nó cũng sẽ ra giao diện như này nha bạn. Đó thì các bạn tiến hành chọn cho mình cái nhân vật và server bạn muốn nhập. Sau đó nhấn vào khách với code và tiến hành nhập với code. Thì code thứ nhất như sau: Hoa và Kiếm. Đây là có những thứ nhất nha bạn, có là Hoa và Kiếm. Thì mình sẽ ngôn thành làm chút cho tất cả các bạn xem cái code. Thì đây code cũ còn hạn sử dụng, mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đó thì bạn nhấn vào sử dụng để nhận quà. Có thể là đại hiệp nhập có thành công vui lòng hất game vào lại để nhận thưởng là nhận thành công. Sau đó thì bạn tiến hành quay cho bài game và nhấn vào phần kết giao, nhấn vào thư để nhận quà. Thì code này sẽ nhận thưởng được các phần quà như sau. Thứ nhất đó là hư không phong bạo 7 ngày, số lượng 2. Thứ hai là tiên thảo số lượng 5. Thứ ba là tiên vũ số lượng 5. Cuối cùng là gương chọn đồ đỏ bậc 2 số lượng 1. Thì đây là tất cả các phần quà của code nha bạn. Bây giờ thì mình sẽ nhận những cái phần quà này. Ok, thì giờ chúng ta hãy cùng đến với gift code thứ hai. Các bạn tiến hành quay trở về giao diện web hồi nãy, nhấn vào ok để nhập. Thì có hai sao kiếm hiệp VIP. Thì kiếm hiệp VIP là có hai các bạn. Thì có hai cái có là kiếm hiệp VIP. Thì mình sẽ ngôn thành lần chút cho tất cả các bạn xem cái code. Đó thì bạn nhớ vào sử dụng để nhận qua. Nó để đại hiệp có thành công là nhận thành công các bạn. Đó thì bạn tiến hành quay trở về game và nhấn vào phần kết giao nha bạn, nhấn vào kết giao, nhấn vào thư. Thì code này sẽ hưởng được các phần quà như sau. Thứ nhất là tiên vũ số lượng 5. Thứ hai là một vàng bạc số lượng 1. Thứ ba là thần vũ linh đan số lượng 1. Cuối cùng là mảnh viên thế hộp số lượng 3. Đây là tất cả các phần quà của code nha bạn, code thứ hai. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cái code thứ ba. Code thứ ba SS quyết 88. Đây là code thứ ba nha bạn. Cái code là SS quyết 88 là code thứ ba. Thì mình sẽ ngưng thành lời chút cho bạn xem code. Đây code thứ ba, đây cũng là cái code cũ còn hàng sử dụng, mình muốn chia sẻ cho bạn. Đó là bạn nhớ là sử dụng để nhận quà, để có thành công, đã nhận thành công các bạn. Đó thì các bạn cứ vào phần kết giao nha bạn, vào phần kết giao, vào hư. Có ba này sẽ hưởng được các quài sau: mảnh ngọc tỷ thường 5, gương ngọc công lê 1 thường 1, tiên thảo thường 5, cuối cùng là mảnh vinh thế hộp thường 3. Thì đây là tất cả các quà có thứ ba. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái có thứ tư. Thì các bạn cũng quay trở về web có thứ tư như sau: SSVIP 99. Thì đây là có thứ tư nha bạn, ít có là SSVIP 99. Thì mình sẽ ngôn hành lời chút cho bạn xem cái code. Thì đây cũng là code cũ còn hạn sử dụng, mình muốn chia sẻ cho các bạn
Đó thì các bạn cứ nhấn vào phần sử dụng để nhận quà nha bạn. Nó để là đăng đại hiệp nhập có thành công là nhận thành công. Đó bạn tiến hành quay trở về game. Nhấn vào phần kết giao, nhấn vào hư thì có tư này sẽ hưởng được các quà như sau: băng hỏa hành giả 7 ngày số lượng 1, tiên thảo số lượng 5, tiên vũ số lượng 5, cuối cùng là tọa kỵ lân đen số lượng 1. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cái code kế tiếp. Code như sau: VIP 999, VIP 369 là code kế tiếp các bạn. Code thứ 5 là VIP 999, VIP 369 là code thứ 5. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho bạn xem code. Thì đây cũng là code cũ còn hàng sử dụng mình muốn chia sẻ cho các bạn. Đó thì các bạn cứ nhấn vào phần sử dụng để nhận quà. Nó để đặt nhập trong có thành công để nhận thành công. Đó bạn tiến hành quay trở về game và nhấn vào một kết giao, nhấn vào hư để nhận quà. Thì có thứ năm này sẽ hưởng được các phần quà như sau: tiên vũ số lượng 5, một quảng bạc số lượng 1, tiên hồng vũ linh đan số lượng 1, cuối cùng là mảnh phinh thấy hồ số lượng 3. Đây là tất cả các phần quà nha bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với ghi code kế tiếp. Các bạn tiến hành quay trở về game. Code kế tiếp như sau: SSSVIP 666. Đây là code kế tiếp nha bạn. Code là SSSVIP 666. SSSVIP 366, 3 chữ S, VIP vào 366 là code kế tiếp, là code thứ 6 nha bạn. Thì mình sẽ ôn hình một chút cho bạn xem cái code. Thì đây là code mới mình muốn chia sẻ cho bạn, xóa cho bạn những hồ sử dụng để nhân qua. Để đại hiệp có thành công, anh nhờ thành công, các bạn tiến hành quay trở về game và nhấn vào phần kết giao nha bạn. Thì có này sẽ hưởng được các quà sau: 300 triệu kim cương số lượng 1. Hãy ra tất cả các quà của code nha bạn. Bây giờ chúng ta cùng đến với cái code thứ hai, các bạn cũng quay trở về web. Code hai sau: SSSVIP 777, SSSVIP 777 là có hai ra code mới, còn code mới nha bạn, code là SSSVIP VIP. Thì mình sẽ ngưng màn hình lại một chút cho tất cả các bạn xem cái code nha các bạn. Đó thì bạn nhấn vào sử dụng để là đại hiệp nhập có thành công, vui lòng thoát game ra vào loại nhập thành công rồi nhé bạn. Sau đó thì bạn tiến hành quay trở về game, nhấn vào cái phần kết giao các bạn. Thì code này sẽ nhận hưởng được vẫn là 300 triệu kim cương nữa nha bạn. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với cái code kế tiếp. Các bạn cùng tiến hành quay trở lại web hồi nãy. Thì code như sau: SSQuick 888. Rồi code kế tiếp nha bạn, code là SSQuick 888. Đây cũng là code mới nha bạn. Cái code là SSQuick 888 sẽ nhận được 300 triệu kim cương đó các bạn. Thì mình sẽ ngưng hình lại một chút cho các bạn xem cái code đó bạn nhấn vào sử dụng để nhận quà. Nó để đại hiệp nhập có thành công là đã nhận thành công rồi nha bạn. Đó thì các bạn cứ quay trở về tựa game và nhấn vào phần kết giao, nhấn vào hư thì có này cũng sẽ nhận được và 300 triệu kim cương nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái code kế tiếp. Các bạn quay trở về cái vé hồi nãy. Code như sau: tiểu ái. Tiểu ái là code kế tiếp nha các bạn. Thì mình sẽ ngưng hình lại một chút cho tất cả các bạn xem code. Cái code là tiểu ái. Đây cũng là code mới nha bạn. Đó thì bạn nhấn vào phần sử dụng. Nó để đại hiệp nhập có thành công, đã nhận thành công rồi các bạn. Sau đó thì các bạn tiến hành quay trở về game. Nhấn vào phần kết giao, nhấn vào hư thì có này hưởng được các phần quà như sau: thứ nhất là mảnh ngọc tỷ lượng 5, thứ hai là gương ngọc công level 1, thứ ba là
tinh hảo hàng năm, cuối cùng là mảnh phi thế hầu, số lượng là 3. Cái đó là tất cả các gift card của xin lỗi, tất cả các phần quà con có như vậy. Giờ thì mình sẽ nhận hết toàn bộ những cái phần quà. Nhận được 300 vạn kim cương nữa bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn hiện tại thì có 9 chiếc code. Khi nào có chiếc code mới thì mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm các bạn. Bây giờ thì mình sẽ mở code trên màn hình. Thì cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc bạn nhập có thành công và chơi game vui vẻ. Đừng quên like video này bạn hay và chia sẻ cho mình cùng biết với nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.